Xin chào toàn thể tất cả các anh chị đang xem video này. Xin giới thiệu chút, tôi là sĩ Nguyên Hình Quốc Khánh. Thì trong video này thì xin chia sẻ cho anh chị cái giải pháp để chúng ta phòng bệnh trên đàn vật nuôi là con bò. Thì anh chị thường biết thì đây là một trong những cái giống bò của Úc, là một trong những cái bò về hướng sinh sản và hướng thịt rất là cao. Thì chúng ta thường biết được thì trong quá trình chúng ta chăn nuôi ảnh hưởng bởi những yếu tố nó khác với đặc điểm chúng ta chăn nuôi thủ công một chút. Đó là trong trường hợp là chúng ta nuôi theo bầy. Và đối với bò 3B thì chúng ta sẽ nuôi theo khung. Còn con bò này thì chúng ta có thể nuôi theo cái hình thức là thả bầy như này. Mỗi trong một cái ô này thì quy mô trang trại là 300 con. Thì cái hình thức mà chúng ta có thể áp tải được cái giảm cái áp lực dịch bệnh trong quá trình con bò. Tôi nói ví dụ đơn giản như những con bò mà nó bị trượt chân ngã hay là liên quan đến rồi là sầy xước thì nó rất hay xảy ra vấn đề là bị viêm móng. Thì một trong những cái giải pháp mà để chúng ta có thể khắc phục nó là chúng ta có thể là giải đệm lót ở trên cái khu này, ví dụ là mùn cưa này hay là chấu. Thứ nhất chúng ta có thể thu thập được cái lượng phân nó thải ra. Với chấu thì nó sẽ tạo thành một cái loại phân bón rất là tốt. Đấy là một trong những kinh nghiệm em Khánh muốn chia sẻ với tất cả các chị. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng đến cái vua sát trùng để chúng ta có thể sử dụng để chúng ta phun vào môi trường này, để thứ nhất là nó có thể giảm mùi phân này, và thứ hai là nó tránh được cái tình trạng là bị viêm móng do ảnh hưởng chầy xước ở trên con bò. Đấy là một trong những cái giải pháp mà em Khánh muốn gửi tặng với tất cả các chị. Xin cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.